Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của Mê Lý Vlog. Cả nhà ơi, hôm nay Mê Lý sẽ giới thiệu đến với cả nhà một món ăn rất là ngon, thanh và bổ mát. Đó là gâu câu được làm từ rong biển. Món này thì mình được ăn rất là nhiều lần rồi, tại vì đây là bà ngoại của mình làm cho mình ăn. Còn không biết các bạn thì như thế nào ha? Món này thì mình đã được ăn rất là nhiều lần rồi đó cả nhà, tại vì do bà ngoại của mình làm. Nhà nào mà sống ở ven biển cả nhà là sẽ biết về món rau câu rong biển này, nó mọc ở trên đá, ăn rất là tốt cho sức khỏe. Ở Phú Quốc này bán 1 kg khô là 70k đó cả Chán nhà. Khi mua về rồi mình phải ngâm rồi rửa thật sạch nhiều nước thì nó mới được như vậy. Thường một nồi to như vậy mình nấu khoảng hơn 20 bịch đó cả nhà, bán 1 bịch 15.000. Cái nghề của ngoại mình đó là nấu đậu nành, đậu hũ ở cả nhà và rau câu rong biển này. Trời ơi cả nhà thấy vị chứ, mấy chục năm rồi đó, nuôi được anh chị của mình á ăn học thành tài. Bây giờ hiện tại người nào cũng thành tài hết trơn. Mỗi một món ăn đó cả nhà đều nó có một bí quyết riêng và sẽ cho ra những món ăn ngon thì được nhiều người biết đến hơn. Thì không riêng gì ngoại mình, thì ngoại mình làm mấy chục năm. Với rau câu á, ngoại mình nấu từ 1-2 giờ chiều tới khoảng chừng 5-6 giờ chiều là nó đông lại, rất là ngon luôn. Cái rau câu này ăn nó dai dai mà nó màu trắng á cả nhà. Còn về đậu nành á, thì khi mà nấu rau câu xong á, ngoại mình sẽ xay cái hạt đậu nành này cho vỏ nó bốc ra. Sau đó để tới 12 giờ đêm ngoại mình dậy và đem đậu nành đi ngâm. Sau đó ngâm xong khoảng 3 tiếng, 3 giờ là xay. Xay tới sáng bán, ăn rất là ngon luôn cả nhà. Thơm ha, cái mùi nó, lá dứa nó bốc lên thơm ghê. Mấy nay có nhậu không ngoại? Phải nấu nhừ ra vậy ha. Con lọc nhừ nó mới ra, còn không nó không ra, nó ra chắc ngựa. Trời, còn mà nấu nấu mà chín quá thì nó cũng không được. Tại vì con không biết làm nó mới nhừ, còn con không biết làm nó không nhừ đâu. Yeah. Nó còn cũng nó còn còn đi đơ không gì đó. Thơm quá à, cái mùi rau câu thơm quá. Nó thơm cái dứa. Dạ. Yeah. Còn cái này mà làm không sạch nó không dông. Bởi vì ngoài phải ngâm lâu. Giặt cho kỹ. Chàng đi chàng ra. Mà không nó thu nó tâm dông. Dạ. Định mua đó mình vui à. Không ăn trắng không giặt cho nó chanh. Lọc hoài luôn. Dạ. Ăn nó sực 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 phải không ạ? Cái đó mình ăn để tủ lạnh ăn. Còn rau câu mà người ta làm bột á, ăn nó bở ra. Nó không có dai. Làm bột nó bằng cách gì? Nhưng con không hiểu nó bột đó mới làm bằng sao.
Còn này là mình tự nhiên đồ biển. Cái này ăn chấm búa hay là gì hả? Mình có búa là tốt. Bà con yếu yếu mình ăn nó không tiêu đâu nha. Gì hả? Ừ, nó lạnh lắm ạ. Kiểu như nó không thích, nó không có hợp với mấy người mà bị hàng. Nó ha, con bỏ con rục ở dưới đất ha, một tháng nó còn nguyên cục, nó không có tan. Ủa ngộ vậy ta? Ừ, nó đặt nó không tan. Giống như là nó không có tiêu, nó... Ừ, nó không có tan, tại vì mình nấu nó da nhựa thì mình nấu đặt rồi nó không tan. Giống như nó không phải là chất xơ thì nó không có tiêu. Nó không tan rồi. Còn nguyên ngoài á. Thì cái này mình chỉ ăn chơi thôi. Nó là cái gì đó. Đây đó hả? Cái trắng tươi vậy đó. Đó, nó lạ vậy đó, hôi gình nè. Có mà làm không sạch thì nó hôi đó, nó hôi gình nè, đó nó loại nó vậy đó. Ôi. Con giặt cái trắng tươi vậy đó, giặt ngâm vậy nó mới trắng. À vậy hả? Đó. Ừ. Mọc trên một đá. Dạ. Bây giờ ngoại mình sẽ múc bỏ vô bọc như cả nhà. Để khi mà nó đông lại thì đem ra bán luôn, không cần phải để vô. Sáng vậy nó nấu đậu hũ, nó đậu nành trước nó làm nấu đậu hũ trước nó làm đậu nành sau mới làm cái này, thử 3 giờ là mới kịp, con giữa dẹp đồ lên nữa mới kịp. Dạ. Xong nó khô lại là nó nguội lại là nó đóng cục. Đây là thành quả này nha cả nhà. Đây, khi mà nó đông lại thì ở phần trên nó sẽ trắng và phần dưới nó sẽ đen. Thì đó mới gọi là gông biển nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình. Cả nhà yêu thương mình nhớ nhấn like, share và subscribe ủng hộ kênh của mình nha. Bye bye.